Chọn lọc, ăn miếng, trả miếng Một người vào nhà hàng hỏi bồi bàn Ở đây có món gà nướng không? Thưa ông, có Nướng trong lò à? Vâng Thế có gà nướng than không? Cũng có Có ngon không? Rất ngon Gà tơ chứ? Vâng, rất tơ Bảo đảm không vướng H5N1 chứ? Vâng, bảo đảm ạ à. Vậy cho tôi một cánh gà Cánh phải hay cánh trái thưa ngài? xin về hưu. Nhân dịp mới đi bệnh viện về, cơ thể của ông lão 70 tuổi mới tổ chức một cuộc họp, mừng tai qua nạn khỏi. Tổng giám đốc não nói, ai có ý kiến gì cứ nói. Tim phát biểu, tôi làm việc liên tục 70 năm qua, tôi xin về hưu. Không được, tim mà về hưu thì là chết rồi. Các bộ phận phản đối, tim gan phèo phổi, tranh cãi mãi, cuối cùng không thằng nào được về hưu cả. Bỗng ở phía dưới có tiếng nói vọng lên. Tôi yếu quá rồi, xin về hưu. Mọi người ngó nghiêng mãi, không biết ai nói. Náo đập bàn quát, thằng nào nói đứng lên xem nào. Phía dưới có tiếng phều phào. Bố mày mà đứng lên được, bố mày đã không xin về hưu. Dùng ngựa, có một vị tướng quân thời nhà Tống được lệnh vô gia, canh giữ biên ải. Suốt 4 tháng liền trong doanh trại, không có phụ nữ, cho nên ông ta cảm thấy vô cùng bất sức, khó chịu. Có một điều lạ là quân lính của ông ta thì thằng nào, thằng nấy mặt mũi tươi giói. Một hôm, ông bắt một thằng lại hỏi. Tụi mày sống trong doanh trại mấy tháng không có phụ nữ mà vẫn vui vẻ phây phây. Chúng mày đã làm gì? Hay mau? Tên lính sợ hãi đáp. Dạ bẩm tướng quân, bọn con dùng ngựa. Anh lính ấp ống trả lời. Cút ngay, không tao chém, thằng bệnh hoạn. Viên tướng quát. Viên tướng nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng có lý, khuya hôm đó đợi cả doanh trại đi ngủ ông ta lén lút bắt một con ngựa cái làm thử thấy sướng sướng nên tâm trạng vô cùng phấn chấn sáng hôm sau ông gặp tên lính và hỏi với thái độ vui vẻ ê nói tao nghe chúng mày dùng ngựa như thế nào dạ bọn con dùng ngựa vào làng tìm kỹ nọ ạ sợ lịch sử lặp lại nhà nọ vợ chồng chẳng may bà vợ bị chết sớm khi tang lễ được tiến hành tại nhà những người phu quân hòm khiêng quan tài đi ra nghĩa trang trên đường đi họ đã vô tình để quan tài đụng vào tường sau đó họ nghe thấy một tiếng rên yếu ớt phát ra từ trong quan tài họ mở nó ra và nhận thấy bà vợ đã sống lại bà vợ sống được thêm 10 năm nữa rồi qua đời buổi lễ tang cũng diễn ra như lần trước và khi những phu quân hòm đang chuẩn bị kiêng quan tài tới ông chồng khóc thét lên coi chừng cái bức tường đó